Thế bây giờ một thắc mắc khác. Thưa cha, xin cha giải thích cho con hiểu về việc ăn đồ cúng. Số là con là người Công giáo nhưng bên chồng thì là dân ngoại. Thì chồng con theo đạo khi lập gia đình. Em gái chồng là người chuyên xem bói toán. Và người đến xem bói thì cũng hay mang theo trái cây để cúng. Mà con cũng đã có ăn. Vả lại mùa này là mùa bên ngoài cúng nhiều lắm. Và con có ăn những cái của đó. Thế con là người Công giáo đã rước mình vào máu Chúa. Mà con lại ăn những của đó thì có xúc phạm đến đền thờ Chúa trong người của con không? Xin cha giải thích. Rất là cụ thể thôi. Giờ các anh chị nghĩ làm sao? Bây giờ mình học Kinh Thánh mà. Giờ thử xem Kinh Thánh nói làm sao. Ta lấy thư thứ nhất Côrintô ở chương 10. Thư thứ nhất Côrintô ở chương 10. Từ câu 14 cho đến câu 22, Thánh Phaolô viết về tiệc cúng như thế này. Vì thế anh em thân mến, hãy xa lánh việc thờ ngẫu tượng. Tôi nói với anh em như nói với những người khôn ngoan hiểu biết. Anh em hãy tự mình suy xét điều tôi nói. Khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào máu Đức Kitô ư? Và khi ta cùng bẻ bánh thánh, đó chẳng phải là dự phần vào thân thể người sao? Bởi vì chỉ có một tấm bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể. Anh em hãy coi Israel xét theo huyết thống. Những ai ăn tế phẩm, há chẳng phải là những kẻ được chia lọc bàn thờ sao? Thế nghĩa là gì? Thịt cúng là gì? Ngẫu tượng là gì? Tuy nhiên, đồ cúng là cúng cho ma quỷ, chứ không phải cho Thiên Chúa. Mà tôi không muốn anh em hiệp thông với ma quỷ. Anh em không thể vừa uống chén của Chúa, vừa uống chén của ma quỷ được. Anh em không thể vừa ăn ở bàn tiệc của Chúa, vừa ăn ở bàn tiệc của ma quỷ được. Hay là ta muốn làm cho Chúa phải ghen tương? Chẳng lẽ ta mạnh sức hơn người sao? Có rõ không? Ở đây Thánh Phaolô cho mình thấy lý do về mặt giáo lý tại sao không nên ăn đồ cúng. Là bởi vì khi người ta dâng đồ cúng, người ta đâu có dâng cho Chúa, phải không? Người ta dâng cho, ở đây Ngài nói là ma quỷ, dâng cho thần linh nào đó mà họ tin tưởng, dâng cho quỷ thần nào đó mà họ tin tưởng, chứ đâu có dâng cho Chúa. Và khi đã dâng cho quỷ thần nào đó mà người ta tin, thì cái của đó nó thuộc về quỷ thần rồi. Và khi mình ăn cái của đã dâng cho quỷ thần đó thì là mình hiệp thông. Thánh Phaolô nói đó, ăn ở bàn tiệc của ma quỷ là vậy.
Lý do giáo lý mà tại sao mình không nên ăn đồ cúng nó nằm ở chỗ này. Nhưng mà chưa hết, thêm một lý do về mục vụ nữa ở đoạn dưới. Từ câu 23 trở đi, Ngài viết tiếp: được phép làm mọi sự, nhưng không phải mọi sự đều có ích. Được phép làm mọi sự, nhưng không phải mọi sự đều có tính cách xây dựng. Đừng ai tìm ích lợi cho riêng mình, nhưng hãy tìm ích lợi cho người khác. Tất cả những gì bán ngoài chợ, anh em cứ việc ăn, không cần phải đặt vấn đề lương tâm. Bởi vì trái đất và muôn vật muôn loài trên trái đất đều là của Chúa. Nếu có người ngoại nào mời anh em và anh em muốn đi, thì cứ ăn tất cả những gì người ta dọn cho anh em, không cần phải đặt vấn đề lương tâm. Nhưng nếu có người bảo đây là của cúng, thì anh em đừng ăn, vì người ấy kẻ đã báo trước cho anh em, và vì vấn đề lương tâm. Tôi không có ý nói lương tâm của anh em, nhưng lương tâm của người khác. Bởi vì chẳng lẽ quyền tự do của tôi lại bị lương tâm kẻ khác xét xử? Nếu tôi vừa tham dự vừa tạ ơn Thiên Chúa, tại sao tôi lại bị khiển trách vì của ăn mà tôi tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho? Cái lý do thứ hai này tôi gọi là lý do mục vụ. Các anh chị để ý ở cái câu 27, nếu có người ngoại nào mời anh em thì cứ ăn tất cả những gì người ta dọn cho anh em, không cần phải đặt vấn đề lương tâm. Ai trong chúng ta mà chả có bạn bè, những người quen biết là những anh chị em thuộc các tôn giáo khác, mình vẫn đến nhà người ta ăn cơm vui vẻ chứ làm sao đâu. Và cũng mời người ta đến ăn cơm nhà mình vui vẻ có làm sao đâu. Nhưng mà khi có người bảo chúng ta đây là của cúng này, thì nó khác rồi, phải không? Và Thánh Phaolô nói thêm ở câu 28 đó: nếu có người bảo đây là của cúng thì anh em đừng ăn, vì người ấy và vì vấn đề lương tâm. Nghĩa là làm sao? Chẳng hạn như bây giờ đồ cúng, nhưng mà bản thân chúng ta là những người có đức tin mạnh mẽ, chúng ta nói rằng của cúng thì kệ của cúng, tôi có tin vào quỷ thần mà người ta tin đâu, tôi chỉ tin vào Chúa thôi, cho nên tôi ăn chuyện ăn của cúng thì cũng không sao đâu. Đức tin chúng ta mạnh mẽ, chả sao cả. Nhưng mà người khác không hẳn đã có đức tin mạnh mẽ như vậy, và vì cái chuyện mình ăn của cúng có thể làm cho đức tin của người ta bị lung lay. Đấy, mục vụ nó nằm ở chỗ đấy. Mình làm một điều mà lương tâm mình ngay thẳng trước mặt Chúa không thấy là có tội lỗi gì, nhưng vì người khác, cái việc mình làm có thể gây gương xấu cho người khác. Ví dụ bây giờ chẳng hạn một ông linh mục, ông ấy còn trẻ đẹp trai nữa, giả như mà vì hoàn cảnh ông ấy chở một cái cô nào đó, lương tâm ngay thẳng trước mặt Chúa có làm sao đâu. Nhưng mà cái hình ảnh đó có thể gây scandal cho người khác. Thế thì ông ấy giữ, không chỉ giữ cho mình mà còn là giữ cho người khác. Mục vụ nó nằm ở chỗ đấy. Cho nên về chuyện này, chương 10, thứ nhất Côrintô cho chúng ta hai lý do. Lý do thứ nhất, cho mình hiểu về mặt giáo lý tại sao không nên ăn đồ cúng.
Lý do thứ hai về mặt mục vụ, để giúp cho mình thấy cái hành động của mình làm không những cho bản thân mà còn phải nghĩ đến người khác. Là gương tốt hay là gương xấu cho người khác? Cái điều này trong cuộc sống thực tế là chúng ta thiếu nhiều lắm. Thiếu nhiều lắm. Cho nên mình nói cái điều này, mình làm điều nọ, nó có thể tạo ra những cái scandal, hoặc là làm cho anh chị em của mình bị lung lạc trong đời sống đức tin mà mình không ý thức á. Nhân cái câu hỏi mà về đồ cúng, tôi không trả lời bằng suy nghĩ riêng của mình, nhưng mà tôi mời các anh chị đọc lại thư thứ nhất Corinto. Rồi sau này đó có ai thắc mắc thì các anh chị biết đường mà mở chứ. Thế này có văn bản kinh thánh làm nền tảng cho mình, chứ đâu có phải là ý kiến của cá nhân ai.